Liên Hương, em không sao chứ? Thời gian không còn sớm nữa, ăn cơm nhanh lên đi. Ăn xong chúng ta còn phải tới lò mổ để làm việc nữa. Liên Hương, em làm sao vậy? Thời gian đâu còn sớm nữa, phải ăn cơm liền thôi. Ăn cơm rồi mình còn phải tới lò mổ làm việc. Em không đi nữa đâu. Cái gì? Em không đi, vậy ai sẽ giúp anh? Hôm nay em không đi, từ nay về sau và mãi mãi cũng không đi nữa. Qua ăn cơm đi. Qua ăn cơm đi, mau lên. Cái cô này, cô làm cái gì vậy? Thiên Quý à, từ nay về sau anh đừng có sát sanh nữa. Tại vì em sắp trở về nhà rồi. Về nhà? Trở về nhà đâu? Cha mẹ của em đã chết hết rồi, huống hồ em đâu còn người thân nào đâu. Vậy từ nhà chúng ta ra, em còn nhà nào khác nữa? Em nói thật cho anh biết, nhà em trở về chẳng phải là nhà như anh nói đâu, mà là trở về Tây Phương Cực Lạc. Cái gì? Em muốn chết à? Cái anh này tâm địa thật là tệ quá. Em xưa nay muốn làm con người ăn chay niệm Phật, nhưng mà anh lại không cho em ăn chay. Không ăn chay thì cho em niệm Phật cũng được. Anh lại bắt ép em giúp anh giết heo. Mỗi lần làm như vậy anh lại nói: người giết heo không có tội, người giữ chân heo mới có tội. Đúng là trong lòng anh đã cố ý không cho em niệm Phật. Em thấy anh thật là xấu xa. Chẳng biết sau này anh còn làm những việc gì xấu ác nữa không. Vì vậy em chẳng dám niệm Phật ra tiếng trước mặt anh. Mấy năm nay em âm thầm niệm Phật ở trong lòng. Mỗi lần em cầm giữ chân heo, trong lòng đều niệm Phật cầu nguyện, đến lúc heo ngưng thở chết mới thôi. Nhưng mà em không bao giờ nghĩ việc mình làm. Mấy năm trôi qua, những con heo do em tự tay nắm giữ đều giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì để cảm ơn em đã niệm Phật cho chúng, bao hôm nữa họ sẽ theo Đức Phật A-di-đà đến đây để tiếp dẫn em trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trời ơi, em nghe xem, đây là chuyện ngàn lẻ một đêm gì vậy? Ngay loại chúng sanh mà cũng giảng sanh được sao? Mẹ của ta ơi, không phải như thế chứ. Anh thấy thần kinh của em không bình thường rồi. Em có nóng đầu không? Sốt hư cả đầu óc rồi hay sao? Nè, em nói tiếp đi. Những lời em nói đều là sự thật. Không phải chứ? Em nói người khác thì anh không biết, nhưng nói đến em thì anh chẳng hiểu sao. Bình thường thì anh giết heo, thì em giữ chân heo. Người ác như em vậy mà cũng đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc à? Chỉ có ma mới tin thôi. Thiên Quý à, anh tin cũng được, không tin cũng được. Ba hôm nữa là em đi rồi. Anh tự mình bảo trọng nha. Thế nào, vợ của anh thế nào rồi? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chưa biết sao như thế nào rồi? Đến trời chưa, sao không có động tĩnh gì hết vậy? Xem kìa, ở bên kia kìa. Có ra chưa? Không biết. Chỉ còn ở bên kia không có đồng tình gì cả. Ra rồi. Cô ta ra rồi kìa. Nhìn kìa. Đúng cô ta làm ta gì vậy? Ra rồi.
Cô ta làm cái gì vậy? Cô ta bị thần kinh à? Có sao đâu, còn mặt cái ghế nữa. Có kìa, cô ta đang làm cái gì vậy? Không biết nữa. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Người kia, tới đây, tới đây. À, xin lỗi, cho qua một chút, cho cô qua Nhân, một bà tới rồi à? Cô Thái đâu? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xem cô ta kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Chào cô Thái. Chào phu nhân. Tôi qua đây thăm cô. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xem kìa, xem kìa. Sao lại như thế? Cô ta đi thật rồi. Cô kìa. Đi thôi, chạy mau lên, chạy mau lên. Chạy mau đi. Chị Thái, chị Thái, cô không Bồ Tát. Trước đây tôi thật là không đúng. Suối chồng cô phá hoại việc tu Phật của cô. Cô là người đại nhân đại đức. Trọng lòng, đừng trách tôi nha. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ nghe lời của cô. Từ nay về sau không đánh bắt cá nữa. Đi thôi, chạy mau lên, chạy mau lên. Đối với việc xảy ra trước mắt, sự việc đến lột cột như thế làm cho ông ta chẳng biết phải làm sao. Trong chớp mắt sự vĩ đại và tồn tại chết.